Rồi, xin mến chào các bạn ha. Đây có chiếc máy cày màu đỏ, không biết là máy cày gì các bạn, nên đi ra đồng ha, ghi hình cho các bạn xem. Máy cày này là cái gì vậy ta? Đỏ đỏ ha, đỏ đỏ, không biết có phải là cái gì hiệu gì ta? Sibora màu đỏ nè, rồi MF cũng màu đỏ các bạn, MF cũng màu đỏ ha, rồi hiệu gì nữa? Belarus cũng đỏ luôn. Mà thấy chiếc máy cày này nó nhỏ nhỏ các bạn, có lẽ Sibora ha. Thử coi, nó đang cuốn này không phải rơm các bạn ơi. Ồ, dây này giống dây đậu ta, dây đậu vậy là nhã mới thấy lần đầu á. Thì các bạn nói kìa, wow, ảnh canh kỹ vậy. Ồ, hình như dây đậu nó khó cuốn hơn rồi phải. Mà các bạn xem ha, máy cày gì đây, cày gì đây, máy cày gì đây đó, các bạn xem nè. Ồ, MF các bạn ơi, Massey Ferguson 165 MF. Ồ, nó cuộn lại kìa, hay vậy. Ồ, mới thấy lần đầu luôn các bạn. Thù nó hút vô, tại sao có cái dàn hút vô, đã dữ ha. Máy cày này không biết mấy máy ta, cấp 4 máy các bạn, một cầu hay hai cầu vậy, à có một cầu à, nhìn thù mới nè các bạn, nhìn đẹp chơi ha, quá đẹp quá. Quá đẹp, quá đẹp. Máy cày MF. Đó, mình ha, chụp cảnh. Máy cày Tây Ninh nha. Đó, đang ly cuốn. Không phải là cuốn rơm như bình thường, mà này là cuốn dây đậu các bạn. Mới thấy lần đầu luôn. Mới thấy lần đầu luôn ha. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Ồ, dính cái khúc quả nổi không đây. Dính ngay cái chỗ, cái lỗ này các bạn, cái đường lên clip á, nó chạy nha, đường lên clip. Nó chạy ra, wow, qua luôn. Ồ, đẹp ghê ha. Còn tới nữa nè, cuốn vô, hút vô, hay ha, nó hút vô nè, hút vô nó quấn lại. Các bạn thấy không, khung cảnh máy cày ở xứ Tây Ninh làm việc đồng áng ha. Mùa này là mùa không phải củ mì các bạn, mùa dây đậu, mùa dây đậu. Đẹp quá, đẹp quá. Khung cảnh máy cày xứ Tây Ninh vào phiên đây ha. Và máy cày màu đẹp của các bạn xem. Chạy tới rồi, wow, đẹp chứ. Ôi, wow, đẹp quá, wow. Ô, thắng bụi, thắng bụi. Dữ quá các bạn ơi, khung cảnh đẹp chứ các bạn ha. Dính gì rồi, đẹp chứ các bạn, quá đẹp, quá đẹp con ơi. Đó, hình ảnh các bạn đang xem là máy cày Massey Ferguson 165. Cây này còn mới các bạn, còn mới nè. Đây đồng lại. Đây,
quay đầu lại, quay đầu lại. Ây da. Quá đẹp ha. Trên cánh đồng. Rồi khởi luôn các bạn ơi. Cái dàn cuốn này tên là Galang. Galang Star. Đúng không? Cảnh nó cày xuống cây mình. Ừ, đây còn cái mùi đó chắc có lẽ là tự chế ha các bạn. Quá đẹp. Mình làm việc ở ngoài đồng khá là vất vả luôn các bạn. Trời nắng gắt ha. Nhà cũng rén để mình ghi hình cho các bạn xem. Rồi cái bánh cái này nó to đùng luôn các bạn. Ừ, nó đùa luôn kìa. Dính cụ rơm. Ừ, rồi đè luôn. Hấp luôn, hấp luôn. Đằng thấy không? Khung cảnh trời sẽ tinh anh. Quá đẹp. Chạy ha. Rơm, rơm, rơm. Lại coi cái bánh nhiều ta. Cái này là 4 máy các bạn. 1, 2, 3, 4 máy. Đúng rồi, 4 cục. 4 cục bơm heo dầu. Các bạn ơi, nó rút vô. Chạy chậm á. Chậm dễ thương quá ta. Wow, mà nói không con cầu như các bạn. Ồ, nhổng lên. Là cái cuộn, cái cuộn dây đậu mà nó cuốn các bạn. Quá đẹp ha. Hay vậy chứ, ai chế ra cái đồ cuộn dây đậu, cuộn rơm này và nó tuyệt chiêu luôn. Đây, đây là cái cuộn dây đậu và là cuốn xong. Các bạn thấy không? Lại cho các bạn xem cái cuộn dây đậu này. Trời ơi, ở đây cát chứ vậy. Hút lên. Ừ, nó có cái dàn hút ha. Nó cuộn dây đậu nữa các bạn. Sau khi xong nằm đây ha. Sau khi xong là nó tròn tròn như thế này nè. Nó tròn tròn như thế này ha. Đó. Rất là nhiều cuộn trên cánh đồng này. Các bạn thấy không? Quá đẹp ha. Hồi nãy giờ anh cuộn được nhiêu cuộn người ta? Cũng khá nhiều các bạn. Nhớ nghĩ là 2, 4, 6 điểm sơ cái ha. 30. Hai cái đầu đó nữa 40. Chắc cỡ 5, 60 chục các bạn ơi. 5, 60 cuộn. Cuộn này cũng khá là mất thời gian ha. Đó, rồi mình đi tập tà đi tới máy cài đi. Thấy không? Cái gì cũng giữ lại hết á. Trồng lúa thì có cuộn lúa. Cuộn lúa để cho bò ăn. Hay là nấm các bạn. Trồng nấm giữ độ ẩm này nọ ha.
các bạn thấy không? Máy cày xứ Tây Ninh, làm đủ thứ việc hết. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha, chúc các bạn khỏe nha.